Linh phù là gì? Linh phù là một loại bùa chú hay còn gọi là pháp ấn. Đây là một ký hiệu khoa học được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảo thuật gia sẽ dùng giấy và bút để làm bùa hộ mệnh. Chúng giống như một tấm bùa hộ mệnh xua đuổi tà ma, xua đuổi tà ma, mang về tài lộc. Có thể nói, linh phù được coi là vật có ý nghĩa rất lớn trong việc phân tích tâm lý và người ta thường sử dụng với mong muốn cải vận, thay đổi vận may trong cuộc sống, sự nghiệp, học hành hay trên đường công danh. Ngày nay Linh phù được coi là vật phẩm phong thủy được nhiều tầng lớp sử dụng. Linh phù còn có thể hiểu là mã vạch mang yếu tố tâm linh, được lưu truyền từ xa xưa để làm chức năng và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Nguyên lý hoạt động của linh phù cũng rất đặc biệt, tương ứng với vận mệnh của con người và vũ trụ, phối hợp với nhau có thể điều chỉnh linh khí, xua đuổi tà ma, hóa giải các khí. Ngày nay, các bạn trẻ thường sử dụng linh phù để dán vào mặt sau điện thoại với nhiều mục đích khác nhau, không chỉ để làm đẹp mà còn mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân linh phù có tác dụng gì có thể nói linh phù có may mắn hay không còn phụ thuộc vào yếu tố tâm linh đặc biệt là niềm tin vào người sử dụng nếu chúng ta tin vào điều đó nó sẽ hoạt động nếu bạn sử dụng nó mà không tin tưởng vào sự may rủi của nó thì mức độ may mắn sẽ bị giảm đi rất nhiều trên thị trường hiện nay có rất nhiều hình ảnh và biểu tượng khác nhau cho khách hàng lựa chọn về linh phù dưới đây là một số di tích có ý nghĩa đặc biệt mà bạn có thể tham khảo bùa hộ mệnh thể hiện niềm tin vào đạo phật và mong muốn tích đức trong công việc và cuộc sống linh phù giúp bé ăn ngon ngủ ngon chóng lớn linh phù mang lại nhiều may mắn trên con đường học vấn linh phù giúp bồi bổ sức khỏe giải độc cơ thể phòng chống các bệnh nguy hiểm linh phù có tác dụng trừ tà ma làm phiền chấn an tinh thần làm dịu tâm trí linh phù giúp cân bằng âm dương may mắn các loại linh phù linh phù tự nhiên linh phù này tồn tại trong tự nhiên và có khả năng thu nhận và phóng khí không phụ thuộc vào con người Người gặp vận khí luôn mạnh khỏe, cây cối luôn tươi tốt thì tài vận, phú quý sẽ phát triển. Đây là những thế đất có khả năng tụ khí tốt. Phù tự nhiên có thể thấy ở động vật và thực vật, chẳng hạn như vỏ ốc xoắn trái và phải, nhện tơ, trồn, chúng bắt con mồi bằng cách chảy nước dãi theo vòng tròn để con mồi không thể chạy thoát. Linh phù nhân tạo đây là loại phù phổ biến và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Chúng được con người tạo ra theo nguyên lý của các thiên thể tương ứng và con người sống hòa hợp với vũ trụ. Linh vật này có thể là tượng gỗ đồ chạm khắc khác, đồ gốm, đồ đồng. Phù điêu nhân tạo thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như dán trên điện thoại di động, trang trí nhà cửa, treo trước cửa phòng khách đều mang lại phúc khí cho khách hàng và gia đình. Chấn bằng phù nhân tạo phép này có thể biến huyền phù thành cát, mục đích là tẩy khí, chư tà có thể là chấn hoặc thời. Người ta sẽ đặt phù trước nhà, cổng, đường dẫn vào nhà, góc nhà. Để tránh sự quan sát, linh phù dán điện thoại có tốt không? hiện nay có rất nhiều linh phù được gắn vào điện thoại mục đích là để trang trí cho đẹp hơn ngoài ra nó còn có ý nghĩa phong thủy rất lớn sử dụng bùa phép sẽ mang lại cho người sử dụng nhiều điều tốt lành trong sự nghiệp cuộc sống gia đình lá bùa ma thuật rất hữu ích để thu hút sự giàu có và làm cho người sử dụng cảm thấy thoải mái vì vậy vũ khí ma thuật là vô hại cho người sử dụng khi dán linh phù cho điện thoại chúng ta phải sử dụng ốp lưng bảo vệ nếu không rất dễ bị rơi rớt bạn có thể sử dụng vỏ màu hoặc vỏ trong Thông thường, có rất nhiều loại linh phù rất đẹp, vì vậy người ta sẽ sử dụng ốp lưng điện thoại trong suốt để thể hiện hình ảnh linh phù rất bắt mắt. Muốn tặng quà gì cho bạn thân thì mời linh phù bỏ vào ốp lưng điện thoại sẽ gặp nhiều may mắn. Lưu ý khi sử dụng linh phù mục đích của các pháp sư khi tạo ra linh phù là để trừ xui, hóa ác thành cát, mang lại mọi điều tốt lành cho mọi người khắp nơi. Vì vậy khi sử dụng để dán trên điện thoại chúng ta nên chọn loại linh phù phù hợp nhất. Linh phù thường sử dụng nhất là dán sau ốp lưng điện thoại hoặc trên gối đầu giường để máy phát huy tác dụng tối ưu là vật phẩm linh thiêng nên chúng ta cần cất giữ thật cẩn thận đừng bỏ nó vào túi của bạn và ngồi trên nó đặc biệt linh phù không được để gần bộ phận sinh dục của chủ nhân không để nguyên khi tắm khi sát sinh nấu nướng bốc mùi hôi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bùa